Chim cảnh Sài Gòn chào quý vị nha. Hôm nay bên cửa hàng 114 Bắc Hải, mình mới về một cái lô chò mào lửa. Đây là mẫu chim Quảng Nam nha các bạn. Cái này hàng lửa nè. Chim đẹp chưa? Đôi nhìn vô hậu chưa? 12 con. Đủ đuôi hả? Đó. Cái này là chim lửa rồi nha các bạn. Thả nó vô trong này thôi, cho nó uống nước. Đó. Bọc cái lưới nhảy đỡ phá cái đuôi. Cui nè các bạn ơi, con này mình mới bắt ra nè. Con này mình cua nha. Còn cái ghép chưa? Con này cua nha các bạn. Tướng lực, chim to lực. Cui nè anh. Mẫu chim quá đẹp luôn nha. Lên đi chứ. Mặt đẹp ghê chứ, mặt dữ. Cứ tầm rồi cho vô đây đi rồi tính sao. Ồ, ro luôn kìa. Mới thả ra nó ro kìa. Đó, hay chưa, hay chưa. Ro luôn rồi. Đó, đứng ro luôn kìa. Ồ, mẫu này của anh rồi, của anh rồi. Đó, đẹp chưa. Được, mới ra 7 con, còn 8 con nữa. Chim con này 2, 4, 6, 8, 10, 12 đuôi. Đủ đuôi nha các bạn. Đây con số 8 này. Đó. Còn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình nha. Giá cả thì mình sẽ inbox từng con, mỗi giá khác nhau nha các bạn. Mẫu đẹp. Các bạn thấy mặt chim rất là đẹp ha. Mỏ mỏng. Mắt tròn xe đen bóng, yếm dày đậm ha. Đó, chim này thì đáng đào tạo nha các bạn. Ok, bây giờ thả con này vô đây đi. Con này đẹp quá, cho vô lòng luôn. Đẹp quá, quá đẹp luôn. Hai bầy chim 17 con mình thả vô đây rồi nè các bạn. Chút chân gần quá nó nhảy quá. Lân rất là nhiều nha. Lân nhiều lắm. Đứng đứng con nào con nó cao cầu đẹp. Nè, con này lân đẹp như vậy. Đó, quá chuẩn luôn. Quá chuẩn men luôn. Đó, quá chuẩn men luôn. Chim này là tách lồng hết nha các bạn. Hàng tí chọn nha. Bạn nào có nhu cầu mua bên này lưng tê luôn. Lưng tê. Úi trời ghê chưa. Anh lưng tê đứng trong góc rồi. Đó, anh lưng tê này. Đó, bạn nào có nhu cầu thì ghé 114 Bắc Hải Tân Sáu Tân Bình xem chim tiễn nha các bạn. Rồi, mình dừng video đây nha. Nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh theo dõi các video tiếp theo nha các bạn. Chào tạm biệt.